Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là lực lượng sĩ quan đã được huấn luyện một cách nghiêm ngặt, trải qua các yêu cầu rất khắt khe của Bộ Công an, sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế của Liên Hợp Quốc. Triển khai phái bộ, đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đảm bảo an ninh cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người. Đây đều là các sĩ quan xuất sắc nhất, tinh nhuệ nhất được tuyển chọn từ Bộ Công an, được huấn luyện, đào tạo trong một thời gian dài. Ngay sau lễ tuyên thệ, lực lượng này đã có màn biểu diễn ra mắt kỹ năng tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ 1 Bộ Công an. Tại buổi lễ, lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đã biểu diễn nhiều kỹ năng quan trọng như bắn súng, vượt vật cản, vật nổ, leo qua những địa hình nguy hiểm. Một số tình huống quan trọng khác như chống biểu tình, bạo loạn, đánh bắt khủng bố và giải cứu con tin trong nhà cao tầng. Thực tế, nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Bởi vậy, không chỉ có tinh thần sẵn sàng cống hiến, các lực lượng khi tham gia vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc phải được đào tạo chuyên nghiệp, tinh nhuệ và chịu được nhiều áp lực trong môi trường làm việc quốc tế. Trong các hoạt động hàng ngày, các chiến sĩ cảnh sát của chúng tôi gìn giữ an toàn cho các nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, bảo vệ dân thường và các hoạt động của cảnh sát nước chủ nhà khi cần triển khai các biện pháp áp chế. Việc thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả đòi hỏi cân bằng giữa các hoạt động hướng dẫn, đào tạo, tuân thủ và giám sát. Và tôi có niềm tin rằng lực lượng gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Quyết định thành lập đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, cụ thể cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã nhiều lần được khẳng định với bạn bè quốc tế về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các tổ công tác lần đầu tiên dưới hình thức đơn vị với mục tiêu góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, khu vực, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh tinh thần của các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam dù ở trong nước hay quốc tế thì luôn tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và luôn có lòng tự hào dân tộc, luôn có cố gắng, cống hiến để đảm bảo an ninh trật tự không chỉ trong nước và khi tham gia gìn giữ hòa bình thì có thêm tính đảm bảo an ninh khu vực quốc tế.